Xin chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh nha. Dạ cô chú ơi, hôm nay thì em đang có mặt tại vườn của bé Nhi ha. Địa chỉ vườn của mình thì ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Cái Lắc, tỉnh Bến Tre nha. Dạ hôm nay thì bên vườn Nhi giao lưu với cô chú anh chị mình mặt hàng mai trên Tết nha. Rồi cái đầu tiên bên vườn thì em xin giới thiệu là cô cả chú chú cả nhà. Cái loại này ha. Em xin giới thiệu là cái loại này là giảo tự xoắn nha cô chú. Dạ hàng này là ghép gốc tứ quý cho mình luôn cô chú ơi. Nó đặc biệt ở chỗ là ghép gốc tứ quý nha. Dạ cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. Cái loại này thì chiều cao trung bình của nó cô chú nhé, tầm hai gang tay của mình ha. Dạ là em lấy là 40 cm cô chú nha, tầm khoảng chừng 30 trở lên nha cô chú, 30 trở lên đi ha. Dạ cái cây này thì ghép nó được hơn một mùa cô chú ha, lúc nụ thì đang có cho mình nha cô chú. Rồi cái nhà mình tham khảo giùm em nha. Dạ cái hàng này là mình chơi Tết ok nha cô chú ha, lúc nụ nó đang rất là ok cho mình luôn. Rồi nè, một số cây nè cô chú ha, mình tham khảo giùm em nha. Dạ nó rất là già cây cho mình luôn và nút nụ nó đang đơm như thế này ha cô chú. Rồi như thế này là bên vườn giao lưu của cô chú anh chị mình á, là 100k một cây nha cô chú anh chị. Đó, 100k một cây như thế này ha. Dạ cái này là bên vườn sẽ gửi hàng cho mình từ 3 cây ha và 5 cây thì bên vườn sẽ bao ship cho mình nha. Dạ em thấy là nó có quấn đế hết nha cô chú anh chị và cái dàn nút nụ của nó rất là ok cho mình luôn. Rồi đặc biệt là mai sắn tứ quý nha cô chú ha. Ghép gốc tứ quý thì cây nó phát triển rất là tốt và cây rất là mạnh cho mình luôn nha. Dạ như thế này 100k một cây nha cô chú. Nói chung là cái độ bền của mai sắn tứ quý rất là ok nha cô chú nha. Nó hạn chế được cái phần lá me cô chú và cái nó bị cái gọi là nó bị đơ cô chú ha. Nó hạn chế được rất là nhiều luôn nha. Đây cô chú ha. Cây gốc già, gốc nó cô chú. Nó lên da luôn nè. Rồi ha. Rồi số lượng thì bên vườn của Nhi có tầm khoảng chừng hơn 100 cây thôi cô chú. Số lượng thì không có nhiều ha. Rồi, 3 cây gửi hàng nha, 100k một cây, 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship. Cô chú ơi, mã số 4 nha. Dạ cái hàng này cúc thọ hương cô chú nha. Ghép gốc bướng cho mình ha, em thấy nút nụ nó đang lên nha. Rồi cây này thì sữa phơm tàn của chú anh chị mình về chơi Tết nha. Rồi, củ đế thì nó em thấy nó cũng đẹp nè, đế trải ra nè ha. Này, cái hoành của nó là 21 nha cô chú anh chị. Hoành 21 nè ha. Rồi ha, cao 80 ngang 93 nè. Dạ cây này giá 1,5 triệu bao ship nha. Rồi về cái cốt cành bên dưới cô chú mình tham khảo giùm em nha. Đây cô chú ha. Rồi, ở trên ha, nguyên một cái tán tròn ở trên này cô chú ha. Đây, 1,5 triệu cho mã này ha, bao ship luôn mã số 4 của chú anh chị nha. Chị Đào quay giùm em giọng chị Đào. Đây cô chú ha, mình tham khảo giùm em cái mã này nha. 1,5 triệu bao ship của chú, hàng cúc thọ hương nha, hoa thơm bông chùm ha. Dạ cái hàng này rất là nhiều nụ nha cô chú nè. Cô chú mình thấy nụ ha, nó đi nụ nhiều nha. Cây này thì chơi Tết là bao phê của chú nha, rất là đẹp luôn ha. Đối với cái hàng thọ hương thì cô chú cứ yên tâm nha. Một cái nụ vậy nó bung tầm 5-6 cái bông á cô chú. Rồi nha, mã này 1,5 triệu, mã số 4. Dạ, em sẽ qua giao lưu một số cái mã số mai chơi Tết nha cô chú nha. Chào bé Nhi nha. Dạ em chào chị, em chào quý cô chú mình đang trở lại với kênh cũng như trở lại với vườn của em nha. Thì hôm nay trở lại với cả nhà thì em xin phép giao lưu một số mã số giảo nhung nha cả nhà. Thì số điện thoại giao lưu của em là 0373919734 và cũng là Zalo của em luôn ạ. Rồi ha, mã đầu tiên nha. Rồi. Giảo nhung nha cả nhà, mã số 1C. Đó, cả 1C nhà mình cô chú. Đây, giảo nhung nha. Mặt hoa, cái này nó có nút nụ quá trời nè cả nhà. Đây, nút nụ rất là ok cho mình ha cô chú. Rồi cái tàn thì nó rất là tròn luôn. Rồi em nhờ bé Nhi báo thông số của chú anh chị mình tham khảo nha. Đây, coi chân trống, chân chịu luôn nha cả nhà. 19 là hoành thân nè. Đó, cả nhà mình coi nó già, nó lên sần đó nè. Đó, nó lên da hết rồi nè cả nhà. Giảo nhung nha cả nhà. Rồi, cô chú anh chị tham khảo. Mã số 1C nè cả nhà mình. Cái này em sửa theo tầng nè. Rồi em sửa theo tầng nè. Rồi. Chị cao đó nha. Chiều cao là được 96. Tán ngang là được 80. Rồi, giao lưu nhiêu nè? Dạ, cái này với giá là 1,8 triệu em bao phí nha cả nhà. Giảo nhung nha. 1,8 triệu cho cái giảo nhung này cô chú, hàng ghép già mùa nha. Và đặc biệt là nút nụ nó đơm lên rất là nhiều á cô chú. Mình tham khảo cái lô này giùm em nha cả nhà. Rồi khi mà gửi đi cô chú anh chị mình nhận hàng là có thể là cái hoa nó nở cho mình thấy cái mặt bông của cô chú rất là đẹp luôn nha. Rồi mã này 1,8 triệu bao ship nha cô chú. Mã số tiếp theo ha. Mã số 2C. Dạ, cũng 2C. Là giảo nhung luôn, hôm nay lên lô giảo nhung hết nha cả nhà. Rồi. Giảo nhung tàn rất là đẹp cho cô chú ha. Hoành thân nó to nữa nha và nút nụ rất là nhiều luôn. Cái này chơi Tết là rất là đẹp cô chú. Khi mà mình lãi lá xong ha, cái nụ nó bung lên cô chú, một cái nụ như vậy là tầm khoảng chừng 5 bông nha cả nhà. Nói chung là bông nó rất là to, rất là đẹp cho mình luôn, vàng thật nguyên một cây luôn nha. Đây dạ. Cô chú. Chiều cao là 104. Tán ngang là 1 m. Cả nhà mình xem nút nụ nè. Đây cô chú nha. Đó, nụ nó lên to nha cả nhà. Nó già mùa rồi nè. Đó.
Này, giảo nhung là khó chơi nha cô chú nha. Hoa tầm mười mấy cánh nha cô chú, rất là thơm luôn nha. Bông chùm luôn cho mình nha. Em thấy nó có cái nụ sắp sắp nở rồi nè cô chú, hình như ở đâu ở bên đây nè. Cái nụ rất là to luôn mà giờ nó mất tiêu. À đây nè. Đây cô chú nha. Cái nụ nè, cái nụ sắp nở, cái nụ nó to như vậy ha, là cái bông rất là to nha cô chú nha. Rồi. Cho thông số với bé Nhi ha. Cái lô này của em là già mùi nha cả nhà. 24 là hoành thân nè, nó có rễ ra nè. Đây. Lô này về cả nhà mình thay chậu ra ha. Đó. Rất là đẹp nha, mã số 2C. Tròn do luôn nha cô chú ha. Rồi báo giá luôn nha. Dạ cái này với giá là 2 triệu em bao phí luôn ạ. Dạ 2 triệu cho cái mã này nha cô chú anh chị ơi. Bao phí cho mình luôn nha. Rồi cô chú anh chị tham khảo giùm em nha. Cái hàng giảo nhung bên vườn của Nhi rất đẹp nha cô chú ha. Giảo nhung già mùa mà ghép gốc hành to như thế này thì cũng ít, không có nhiều nha cô chú ơi. Mình tranh thủ ha. Tiếp theo nha cô chú. Là mã 3C. 3C cũng là giảo luôn. Nhung nha cả nhà. Giảo nhung luôn cô chú. Tàn cái tròn y chang như cái dù nha cả nhà. Nó quá đẹp luôn cô chú nha. Cái tàn rất là ưng luôn nè. Rồi ha, về cái phần nút nụ là cô chú anh chị mình khỏi lo nha. Quá trời nút nụ luôn ha. Bao cho cô chú anh chị mình về cho Tết luôn nè. Hôm quay về cô chú anh chị mình về mình thấy mê ha. Có tí luôn. Dạ chiều cao là 95. Cao 95 cô chú. Tán ngang là được 1 mét nha cả nhà. Tàn tròn quá nha. Tàn tròn do luôn ha, 1 mét luôn nè. Đó. Được 24 luôn nha cả nhà. Rồi. Củ đế này cô chú ha. Lên da trơn. Chi cành nó lên nè, cốt nó lên nè. Ghép da mồ cô chú ha. Dạ, cái này cái nhánh ghép của nó bằng cây bút bi nha cả nhà. Rồi. Nó tính tàn cho mình nha cô chú. Và nụ nút là bao mình luôn á. Rồi, giá là mấy gì? Dạ 3C với giá là 1 triệu 8 em bao phí luôn ạ. Dạ 1 triệu 8 cho cái mã này nha cô chú. Giá rất là hợp lý cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn nha. Rồi ai đam mê dòng giảo nhung như cô chú hát thì mình sưu tầm về liền ha. Rồi mã 3C 1 triệu 8 cô chú ơi. Chú ơi, mã tiếp theo mã 4C cô chú nha. Cũng rồi, giảo nhung nha cả nhà. Giảo nhung luôn, cây này quái này cô chú. Cái này rất lạ luôn nha. Rồi. Chiều cao cái này là được 1m1. Tán ngang là được 92. Rồi thân trên đây đi. Đây là được 21 nè cả nhà. Rồi hai cây này lạ nha. Đó. Đó. Nó quái quái cô chú ha. Nút nụ nè cả nhà mình. Đó, cái gì cho coi nút nụ cô chú nha. Trời ơi nó đã. Bao phê lên cô chú. Nhìn là ghiền luôn ha. Chỗ nào cũng có nụ trơn vậy. Đều đều từ trên xuống dưới luôn nha cả nhà. Ừ. Đây nè. Rồi cô chú ơi, tàn rất là đẹp luôn cho mình ha. Quanh to nữa nha. Rồi, cái cây này báo giá cái gì? Dạ cây này với giá là 2 triệu 2 em bao phí nha cả nhà. 2 triệu 2 cho cái mã này nha cô chú ơi. Cây rất là ok luôn. Dạ rồi. Số tiếp theo của chú anh chị. Tiếp theo là mã số 5C nha cả nhà. Rồi. Cũng là giảo nhung nha. Dạ, chiều cao là được 90. Ôi cái cây này đẹp quá cô chú. Tán ngang được 1 mét nè cả nhà. Ôi, quá đã cho mình nè cô chú ơi. Cái tàn xum xê luôn mấy Nhi nha. Ôi nè. Lô này nó già mùa lắm rồi nha cả nhà. Đây. Chi cành được cứng cáp hết rồi nha. Đó. Cái đế nó bự lắm. Ồ, đế này quái nha cả nhà. Nó hoành nó bự gì. Nguyên một khối khói luôn nè đó. Đó cô chú nha. Bự lắm. 23 nha cả nhà. Ồ, nhìn ở bên dưới nè cô chú. Em đo cái cũ nha. Ừ. Cũ đây là được 48 nha. Quá trời luôn. Da dáng này hơi nghiêng nghiêng nè cả nhà. Đẹp nha cô chú. Nói chung cũng là quái, cái cốt nè. Cái cốt của nó mập lù luôn cô chú nha. Ở trong nè. Cốt nó già cốt của mình lắm nha. Rồi. Báo giá cái này luôn mấy nha. Dạ cái mã số 5C với giá là 1 triệu 6 nha cả nhà. Em bao phí luôn ạ. Dạ 1 triệu 6 cô chú ơi, giá quá hợp lý cho mình luôn cô chú nha. Mình sưu tầm cây về chơi Tết cho chú 1 triệu 6 thôi nha. Đó, trời ơi cái này nút nụ là quá đó. Trời cô chú ơi. Nói chung dịch chỗ nào là nụ chỗ đó nha. Cái này là bao nút nụ cô chú anh chị mình luôn, bao mặt bông luôn nha. Cô chú mình cứ an tâm nha. Nó lên xương cá luôn rồi cả nhà. Đó cô chú. Nè, nó lên quá trời luôn nha. Rồi, 1 triệu 6 cho cái mã 5C nha cô chú ha. Cây quá ok cho mình luôn nè. Tiếp theo mã số 6C nha cô chú anh chị. Ôi cái cây này của chú có ơi, cái tàn bông, quá bông. Quý luôn. Có một bông ở cái nhà đó. Đây của chú nè. Không thấy rõ không? Mấy góc nghiêng đi. À, đây của chú nha. Đó, mặt hoa của giảo nhung nha cô chú. Có mặt hoa cho mình luôn nha. Đây. Cái cây này tàn quá tí luôn nha chú ơi. Chiều cao là được 105 rồi cả nhà mình. Coi cái bức của nó bự lắm nè cả nhà mình. Đó, ôi chuẩn bị bung bông của chú nha. Cái này là nở một cái là bao phê luôn á, bắp quá trời bự nè. Ngang là được 1m1. Tròn do luôn nha cô chú. Để nó chiều cao chưa ta? 1m05. Ngang 1m1. Được bông đẹp quá. Nhiều nụ lắm nha cả nhà mình. À cái này là đế thú luôn nè Nhi. Để em đo cái thân trên nè.
là được gần 27 nha cả nhà, 26 mình lấy 26 đi. Còn cái củ này của nó là củ đế này của nó là được tới 68 lận. Quá tí nha. Rồi, như sang dọc. Còn cái chân này, đó, nó có hai chân trước luôn nè cả nhà mình, đó. Đẹp quá, cây này lên giá trơn luôn nè. Có hai cái chân sau luôn nè. Hai chân sau đâu? Đó. Rồi. Nó lên giá nè cả nhà mình coi nè. Ôi nó già mùa lắm rồi nha cả nhà mình. Mã số 6C nha. Cây này đẹp quá cô chú, tham khảo giùm em cây này liền nha. Rồi cái này như thế gì? Dạ cái này với giá là 2,5 triệu giảo nhung nha cả nhà. Giảo cái nhung bao phí luôn ạ. 2,5 triệu bao phí cái mã này nha cô chú. Trời ơi nó tròn thùm lùm luôn, rất là đẹp cô chú. Giờ chỉ cần mình thay chậu thôi là mình chơi Tết bao phê nha cô chú nha. Không cây này rất là đẹp luôn. Mà cái đế nó quái nha cô chú, hai đế thú luôn á. Đây nè. Rồi. Hút phụ quá chừng luôn. Rồi 2,5 triệu cho cái mã này nha cô chú ơi. Chú ơi mã số tiếp theo nha. Rồi cây này 7C nha cả nhà. 7C luôn. Trời ơi cái tàn khủng khiếp vậy trời. Quá tí luôn mấy nhiêu. Em cho cả nhà mình coi cái xương cá nó nụ nè cả nhà mình. Nó nụ nè trời. Quá trời luôn. Đã ghê trời. Giảo nhung mà già mùa mê chứ. Chiều cao là được 1m03. Rồi. Cái tàn này ngang là được 86. Rồi 1m03, tàn ngang 86 nha. Đây, củ đế nè. Thân đây là được 25 nha cả nhà. Rồi. Dục cái đế nó lại. 25 rồi cả nhà. Trời ơi, tới dưới đây mà còn ngủ được gì. Có tí nha. Nó già mùa lắm rồi cả nhà mình ơi. Hai chị chú anh chị mà tham khảo những cái tàn nha, nó kín mít luôn nha. Và đặc biệt là cô chú nó cái tàn á, nó đặc á, nó kẹo tàn luôn ha và kẹo nụ cho mình luôn nha. Rồi cái này giao lưu sao nè bé Nhi? Dạ cái này với giá là 1,8 triệu em bao phí nha cả nhà mình. Trời 1,8 triệu nha cô chú ơi. Mã số 7C nha. 7C sưu tầm cây này liền của chú, nói chung rất là đẹp luôn ha. Cả nhà mình coi cái đế nó quái lắm nha cả nhà mình. Đây nè, rễ nó ra nè cả nhà mình. Cái này cô chú nhận cây là ưng liền của chú ơi, nó không có chê được nha. Tại vì cái tàn nó tròn do luôn ha, mắt ghét già mồ và nụ quá chừng cho mình luôn nha. Rồi 1,8 triệu cái mã này của chú quá ok luôn nha. Gạch đâu cũng có nụ hết trơn. Rồi 1,8 triệu cái mã này của chú mà 7C giúp em nha cả nhà. Để ý cái mã này nha, rất đẹp luôn cô chú. Số tiếp theo của chú anh chị ha. Mã số 8C cũng là giảo nhung cả nhà. Đây cô chú ơi, quá đã luôn nè. Cái nhà mình coi cái mặt bông của nó to lắm nè cả nhà. Mà nó bị tàn hết hơn nữa nha cả nhà. Đó, là nó rất là nhiều lớp luôn nè. Nó bị tàn hết một lớp rồi đó. Rồi. Giảo nhung luôn mấy nhi ha. Dạ. Chiều cao cái này là được 105. Tán ngang là được 98. Cái nhà mình coi nút nụ nè cả nhà mình. Đây nữa nè. Nhiều lắm cả nhà mình ơi. Rồi. Tán ngang là 98. 98 đúng rồi. Thành thân là được 23 nha cả nhà. Cái này nó cũng quái lắm nè. Rồi. Đấy cô chú, ở bên dưới này nha. Tính tàn cho mình nha. Cái hàng này của bé Nhung là ở bé Nhi. Cái tàn tính cho cô chú nha. Quay dẫu Nhung một chú bé Nhung luôn. Có tay thì chứ. Rồi nha. Mã này nhiêu tiền nha? Dạ cái này với giá là 2,5 triệu em bao phí ạ. À. Dạ 2,5 triệu cho cái mã này nha cô chú ơi. Mình tham khảo giùm em nha cả nhà. Đó cái cây này nè, nút nụ quá chừng luôn nha. Và rất là già mùa cho cô chú anh chị mình nha. Nè em quay về cô chú mình thấy nút nụ nha, quá tí luôn. Rồi mã này 2,5 triệu nha cô chú ơi. Củ để đẹp cho mình luôn nha. Mã này mã số 8C nha. Mã số 9C của chú nha, cũng là giảo nhung ha. Hôm nay thì bé Nhi lên là một cái lô giảo nhung của chú anh chị mình có thể dễ lựa chọn nha. Và cái lô rất này okay. Là em có số lượng như cả nhà. Chiều cao được 1,15. Tán ngang là được 1m. Cả nhà mình coi cái đế của nó nè. Có hai cái đuôi nè. Ủa, đúng rồi. Hai nhắm hai bên. Nhìn nó đều vậy. Mình thân cái đây là được 27. Thân dưới là được 27. Thân trên đây là được 20 nha cả nhà mình. Cốt cành của nó nè cả nhà mình. Giảo nhung nha, rất là tròn luôn. Cái lâu này là cạnh nhánh xâm xê không hả cô chú nha? Dạ. Rồi. Đây cái nụ bên dưới này cô chú nhìn ha. Quá tí luôn nè. Em quay về cô chú nhìn ha. Quá đã luôn nha. Rồi cái này giảo nhung ở nè. Ở dưới cái nhánh dưới đây nó còn có nụ luôn nè cả nhà mình. Cái đây có một nhánh này nó cũng có nụ luôn nè. Quá trời nụ luôn á. Rồi, sai nụ luôn. Cái này giao lưu sao biết. Cái này với giá là 2,3 triệu em bao phí ạ. À. Mã số 9C. Cái hoành nó tới 27 nha cô chú. Cái hoành quá trời to luôn nha. Và chỉ có 2,3 triệu thôi cô chú bao ship cho mình luôn nha. Rồi cô chú anh chị mình tham khảo giùm em cái mã này nha. Số 10C cô chú nha.
Là một dải nhung luôn. Dẻo nhung luôn cô Đây, chú. mình coi cái đế nè. Đây ôi, nha nó chú nằm nha. như một con thú luôn. Cái này phơm lùn ha. Cái này gắn thú nè bé gì. Nó có chân cho mình luôn ha. Cái này phơm lùn nha cô chú ha. Nút lụ nè. Rồi ha. Ok cho mình luôn ha cô chú. Dạ, chiều cao là được 90. Tán ngang là được 78. Cái cây này đẹp quá cô chú. Nút lụ nè. Tàn tròn quá nha cả nhà. Cây này là nó kín mít cái tàn luôn á. Đây, đặt kẹo tàn luôn cô chú nha. Quá đã luôn nè. Rồi cái này về vô cái chợ chủ nhật đẹp lắm luôn á. Hoành thân này được 29 luôn nè cả nhà mình. Hoành tới 29 luôn. Thú này to nha cả nhà. Mập lù luôn nè. Cả nhà mình về nhà mình vô cái chậu, mình thay vô cái chậu hình hình dĩa cả nhà. Cái chậu dĩa. Đây. Khai thác cái đế nó lên rất là đẹp nha. Rồi ha. Đây nè, tàn ngắn xum xuê cho mình cô chú nha. Cái này quá lắm cả nhà mình. Nó bay bay luôn. Ở chê luôn, tàn thì tròn luôn nè. Bay bay ha cô mã chú nha. Số mã C 310C. Cái cây cuối cùng của clip ngày hôm nay của em cả nhà. Cái này em giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi em bao phí luôn nha. 2 triệu rưỡi cho cái con thú này nha cô chú ơi. Thú mập lù luôn nha. Tàn đẹp cho mình bye bye luôn nha. Rồi 2 triệu rưỡi cái mã dảo nhung của chú quá đẹp nha. Rồi cả nhà mình tham khảo giúp em nha. Rồi. Dạ cuối clip thì em xin chúc anh chị em mình xem rất vui vẻ. Còn ý mã số này thì cứ nhanh tay liên hệ cho em nha. Thì số điện thoại của em là 0373919774 và cũng là Zalo của em luôn ạ. Rồi ha cô chú. Rồi em sẽ kết thúc video của mình tại đây nha. Dạ mong là cô chú mình sẽ yêu thương và ủng hộ những cái mã số bên vườn của bé Nhi nha. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong video tiếp theo ạ.